Sữa rửa mặt Perfect Whip Hồng là dòng sản phẩm không chỉ làm sạch da mà còn giúp da ngăn ngừa lão hóa và mềm mịn hơn. Đối với nhiều chị em thì dường như quan tâm đến yếu tố chống lão hóa trong sữa rửa mặt không quá quan trọng. Thế nhưng làm sao bạn có thể chống lại quá trình lão hóa đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ bên trong cơ thể chúng ta? Vậy còn chần chờ gì mà không khám phá ngay sữa rửa mặt chống lão hóa Senka Perfect Whip Collagen In này nhỉ? XT Y, đôi nét về thương hiệu Senka. Senka tại Nhật Bản. Senka là thương hiệu mỹ phẩm bình dân của Nhật Bản được thành lập vào năm 2002 và chịu sự quản lý của Shiseido Group. Tuy đây chỉ là một thương hiệu mỹ phẩm bình dân nhưng luôn được đánh giá là chất lượng cao và rất phù hợp túi tiền của người dùng. Sau sự nỗ lực không ngừng thì Senka đã được đến tay phụ nữ nhiều sản phẩm như nước tẩy trang, sữa rửa mặt, kem chống nắng. Senka sẽ tạo cho bạn những trải nghiệm thú vị về việc chăm sóc da chuyên sâu. Senka tại Việt Nam. Senka chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2017. Tuy có mặt chỉ mới 2 năm nhưng Senka đã tạo được lòng tin với phụ nữ Việt. Các sản phẩm của Senka được nhiều người lựa chọn và tin dùng. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm của Senka ở các siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm. 2. Review sữa rửa mặt Perfect Whip Hồng. Bao bì: sữa rửa mặt Senka Perfect Whip Collagen In có thiết kế dạng tuýp nhựa với nắp bật truyền thống. Sản phẩm có tông màu hồng rất đáng yêu. Với tông màu này thì sản phẩm đã làm đổ gục hoàn toàn trái tim của các cô nàng thích những thứ xinh xắn. Nhẹ nhàng, sản phẩm có trọng lượng là 120g. Trên bao bì sản phẩm thì Senka vẫn sử dụng chữ trắng để giúp người sử dụng dễ đọc và không bị rối mắt. Các thông tin về thành phần, cách sử dụng đều được Senka ghi cụ thể nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Thành phần: sữa rửa mặt Senka Perfect Whip Collagen In chứa nhiều thành phần an toàn và lành tính cho da như: công nghệ giữ ẩm độc quyền Aqua In Pool giúp lấy đi bụi bẩn và bã nhờn nhưng vẫn giữ lại độ ẩm tự nhiên của da. Tăng cường hiệu quả của các thành phần dưỡng ẩm khác, tinh chất collagen tạo độ đàn hồi, làm mờ các vết nhăn trên da và làm chậm quá trình lão hóa, chảy xệ kén tơ tằm trắng Mayu Haku, tạo nên dạng bọt cho sản phẩm giúp nhẹ nhàng lấy đi bụi bẩn sâu tận lỗ chân lông, stearic acid và myristic acid, tạo thành hàng rào bảo vệ da, duy trì độ ẩm để da luôn mềm mượt, alcohol giúp da trở nên khô thoáng hơn, hydrolyze siêu thúc đẩy sự phục hồi của lớp sừng bảo vệ da, fragrance tạo mùi hương cho sản phẩm. Ngoài ra, sản phẩm còn có các thành phần khác như sodium benzoate iron oxide, sodium metabisulfite, phenocyetanol, công dụng bọt tơ tằm giúp len lỏi vào sâu bên trong lỗ chân lông, nhẹ nhàng lấy đi bụi bẩn và bã nhờn trên da, giúp da thêm săn chắc, tăng cường độ đàn hồi cho da, làm mờ các vết nhăn, nám và hạn chế da bị chảy xệ, giữ lại màng dưỡng ẩm tự nhiên của da, da sạch nhưng không bị khô căng, khó chịu, giúp da luôn ẩm mịn và mềm mượt. Sử dụng 2 lần một ngày, có thể sử dụng hàng ngày để đạt kết quả tốt nhất, phù hợp với mọi loại da. Cách sử dụng: tẩy trang bằng dầu hoặc nước tẩy trang, sau đó lấy một lượng sữa rửa mặt cần dùng ra tay. Dụng cụ hoặc bông rửa mặt, thêm ít nước để dễ tạo bọt, lấy lớp bọt massage nhẹ nhàng lên mặt để lấy đi lớp bụi bẩn trên da. Rửa sạch lại mặt với nước, tiếp tục các bước dưỡng da tiếp theo. Cảm nhận, sản phẩm có kết cấu dạng kem đặc nên các bạn chỉ cần lấy một lượng bằng hạt đậu là đủ dùng rồi. Mình phải công nhận là sản phẩm tạo bọt rất tốt nên nếu bạn lấy quá nhiều sẽ dư thừa, lãng phí, chỉ cần lấy một lượng nhỏ sữa rửa mặt cũng tạo ra được một lượng bọt lớn vô cùng bông xốp và mịn. Khi apply lên da, sữa rửa mặt không gây kích ứng hay châm chích khó chịu mà vô cùng dịu nhẹ, giúp lấy đi bã nhờn và bụi bẩn trên da, sản phẩm có mùi hương nhẹ, dễ chịu khi sử dụng trên mặt. Vì khả năng tạo bọt của sản phẩm rất tốt nên khi sử dụng hạn chế tối đa được việc ma sát trên da, tránh gây tổn thương các tế bào của da, đây là điểm cộng khá lớn cho sản phẩm mà mình rất ưng ý. Tuy nhiên, sản phẩm chứa alcohol nên các bạn dị ứng với chất này cần chú ý nhé. Sau khi rửa mặt thì mình cảm thấy da được lấy đi các lớp bụi bẩn và bã nhờn nhưng da vẫn hơi khô căng. Ưu điểm: thiết kế xinh xắn, đáng yêu, bảng thành phần lành tính và an toàn, khả năng tạo bọt tốt, giúp nhẹ nhàng lấy đi bụi bẩn trên da, khả năng làm sạch da khá tốt, duy trì và cân bằng độ ẩm cho da, giúp da luôn mềm mượt, phù hợp với nhiều làn da, đặc biệt là da khô, giá thành rẻ và dễ tìm mua. Sữa rửa mặt Senka Perfect Whip Hồng giá bao nhiêu? Hiện tại, một hộp Senka Perfect Whip Hồng có giá từ 20.000 đồng đến 90.000 đồng một hộp. Với những review sữa rửa mặt Perfect Whip Hồng này, hy vọng bạn đã có được đáp án cho câu hỏi sữa rửa mặt Perfect Whip Hồng có tốt không?
Chúc bạn luôn có làn da khỏe mặt và gương mặt tươi sáng. Link mua sản phẩm sữa rửa mặt Sen Ca Hồng mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.